chào anh nha, thì mình là Nọt Tê Giò Liên Quân anh ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Laureo mùa 3 này. Thì hôm nay sẽ muốn lau bộ trang phục Laureo Hỏa Vượng Hoàng. Đó, thì cái bộ trang phục này thì chắc nhiều anh em đã biết rồi. Đó, bộ trang phục là được nhận free trong cái nhiệm vụ là gì nhỉ? Xây tháp nữ thần ấy. Đó, khi anh em xây đủ 100 điểm tháp ấy thì sẽ được nhận free một bộ trang phục. Thì như mình nhớ không nhầm mà trong đấy những bộ trang phục như này nhá. Thứ nhất là Illumia thiên liệu áo dài này, có lồng tiếng Việt rất là hay luôn. Nhưng mà cái bộ trang phục ấy ngày xưa mình được nhận là free rồi. Còn tiếp theo là bộ trang phục Butterfly thiên liệu công nghệ này, bắt đầu đến Laureo Hỏa Phượng Hoàng này. Và một số trang phục khác như là Theo Nát Giám Thị Tân Thiện và Veret nữa. Đó, nói chung cũng rất nhiều trang phục xịn sò luôn. Rồi lên ganh đây xem ganh đã không nhở. Hai thanh niên này nó lui sâu quá rồi. Rồi chắc phải về lên thôi. Ở trận này thì solo đường với thanh niên Elsu này, mà thanh niên này nó bắn rát quá anh ạ. Cứ đứng được ở đường một tí nó bắn cho hai phát thì chắc phải biến về. Đấy là khi mình solo vị tướng Elsu về thì mình cố farm lính thôi. Đó, chứ đừng hổ báo vội, hổ báo thì đợi về lết. Và lời qua điểm mạnh của vị tướng Laureo này thì vị tướng Laureo này có khả năng quẩy những giao tranh rất là tốt luôn. Và cả khả năng cân 2, cân 3 nữa. Đó, rất là EZ luôn. Và cuối cùng là khả năng hồi phục và gây sát thương chuẩn. Đấy, lên vị tướng này có thể khắc chế những kèo tanker ấy, cực kỳ EZ. Trận này thì nhìn qua team bạn là có vị trí của vị tướng Bayna này, với cả Veret nữa. Có những con bài rất là trâu luôn. Đấy, lên khi mình pick Laureo với những đội hình trâu ấy, quẩy sẽ rất là sướng. Còn nếu mà mình pick Laureo với những đội hình nhỏ AD ấy, mình chỉ ăn hành thôi. Rồi, thiên nhiên Zone này không chạy lốt cũng chết rồi. Rồi, ngon luôn, đầu trận mà ăn được tận 3 mạng của team bạn này là trận này team mình lại xanh sao rồi. Và lối phiệu trận này của vị tướng Laureo mình sẽ để cho màn hình. Thì về lối phiệu đầu tiên mình sẽ dùng cho Laureo là cái hấp huyết, để sau khi hỗ trợ là hạ gục ấy thì mình sẽ được hồi máu. Và lối đồ thứ hai, một lối đồ phù hiệu rất quan trọng cho vị tướng ngay luôn, đó chính là cái cố thủ. Mình sẽ combo với dây kiên cường, đó trong giao tranh mình sẽ quẩy tiệt ga luôn. Còn về lối phù hiệu chính của vị tướng Laureo, mình sẽ dùng cái phù hiệu ma tính. Thì cái phù hiệu này sẽ giúp mà sau khi kích hoạt ulti, mẹ thì người Elsu bắn ghê vậy. Đến giờ chúng mấy cái rồi. Đó, thì cái phù hiệu này sẽ khi kích hoạt ulti mình sẽ hội chiêu 1, chiêu 2, đó mình sẽ quẩy được tốt hơn. Còn hai lối phù hiệu phụ thì mình sẽ dùng cái tử thần nhá. Thì để cái phù hiệu này sẽ có 3 phút này mình sẽ được thêm một cái liềm đoạt mệnh. Đó, thì chơi sẽ ok hơn anh ạ. Quẩy nó sẽ tốt hơn. Còn về lối phù hiệu phụ thứ hai thì mình sẽ dùng cho Laureo là cái canh gác. Thì phù hiệu này rất hay luôn, là khi mình ở trong trụ ấy mình sẽ được kháng hiệu ứng này và miễn thương. Thế nên nó sẽ giúp Laureo những cái pha quẩy trong trụ hay băng trụ này nó sẽ được tốt hơn. Rồi, đầu trận chơi Laureo anh em chỉ cần farm thôi. Đó, không cần đánh nhau lắm, vài lết thì đánh nhau mới sướng. Đó, mình chỉ cố farm để cho được 40% hồi chiêu được. Rồi, Bayna không về ở đây làm gì bạn ơi. Rồi, John chắc khoảng đi theo Bayna thôi, chứ ở đây làm gì nữa, một mình sao đép được cái trụ. Và về phép bổ trợ cho vị tướng Laureo ấy thì mình nghĩ là Laureo sẽ rất phù hợp với cái thanh tẩy luôn. Đó, chỉ trong giao tranh bị khống chế mình bật thanh tẩy mình có thể quẩy lại được. Có anh em thể mang tốc biến hồi máu cũng tùy thôi. Đó, mà mình nghĩ là mang thanh tẩy sẽ tối ưu nhất cho vị tướng này. Rồi, là đáp trụ không? Hai thanh niên này nó đặt chắc nát trụ luôn. Rồi, có Richter giúp rồi. Cố lên Richter ơi. Gọi chỉ là pha cấu rỉa thôi. Sát thương bây giờ Richter cũng chưa nhiều lắm anh em ạ. Và lời sơ qua bộ kỹ năng vị tướng Laureo như nhiều em chưa biết ý, thì vào nội tại vị tướng Laureo có tên là Trời Phạt thì mình chỉ nói tóm tắt dễ hiểu thôi. Đó, cho những em nào mà mới chơi cũng thể biết được nha. Thì cái nội tại này sẽ cho phép là sau khi Laureo dùng kỹ năng lên người tướng địch ấy thì sẽ khắc ấn lên người tướng địch khoảng đến 3 dấu ấn. Và dấu ấn thứ tư sẽ bùng nổ với sát thương chuẩn và giúp Laureo hồi máu. Đấy, là anh em chơi vị tướng này thì anh em hãy cố tung kỹ năng trúng người tướng địch ấy, đó thì sẽ rất là mạnh luôn nha. Rồi, trong trụ team bạn mỗi 2 AD thôi, John và Elsu. Cố là băng trụ được không nhỉ? Vodka như bề chữ ulti nhá. Phải lấy vodka ulti là thể lặng băng được rồi. Và thôi, chữ ulti gian dòng và vodka ấy. Rồi, vodka của anh như địa ulti luôn đây. Bắt sống thanh niên Elsu, ở ulti rồi. Rồi, phải thanh niên Elsu xác định rồi. Và không về ngồi dặn laser. Rồi, tiếp về chiêu 1 vị tướng Laureo này thì về chiêu 1 vị tướng Laureo với tên là con đường sám hối thì Laureo sẽ đẩy ra một cái tia sáng nhé. Cái kỹ năng này có một cái điểm rất đặc biệt luôn. Nếu anh em nào mà chơi Laureo nhiều thì sẽ để ý. Tuy là cái tầm... Ủa, thanh niên Triệu Vân này làm gì mình đây? Ăn sao được. Tiếp tục là chiêu 1 ấy, nếu anh em để ý nhá, cái chiêu 1 của vị tướng Laureo ấy chỉ có khoảng giới hạn thôi, mình nói thí dụ cái giới hạn đấy là 1m đi. Đấy, lúc mà tung chiêu xong nó cũng phải ra khoảng 1m25. Đấy, nên khi chơi vị tướng Laureo mình có thể khắc ấn tướng địch khoảng cách khá là xa.
Đó, và sau khi mình khắc ấn xong ấy thì cái đường đấy nó sẽ lổ một lần nữa, lại gây thêm hai khắc ấn. Nói chung là sau khi dùng chiêu đấy thì mình trung bình sẽ được hai khắc ấn. Còn về chiêu 2 của vị tướng Laurel có tên là đôi cánh thần khuyết thì Laurel sẽ bay đến đối phương này, gây như mình nhớ không nhầm cũng hai khắc ấn nốt hay sao, hai hoặc ba gì đó. Và một điểm lưu ý dành cho cái chiêu 2 của tướng Laurel ấy, nếu anh em mà dùng đúng lúc ấy thì có thể lé được một lần sát thương kiểu như là vị tướng Morad ấy. Đó, cả Liliana khi mình chuyển đổi từ dạng người sang thú ấy, nó cũng lé được sát thương nhưng mà phải kết hợp đúng lúc cơ. Rồi, và lại bật thanh tẩy chơi luôn. Anh em thấy hồi máu liên tục thì chết rồi, lại gặp Elsu của ấy không ăn được rồi. Thôi quả đấy mà không Elsu thì chắc mình ăn được thanh niên Payna với Veret rồi. Hai thanh niên đấy nói chung không có đêm nhiều lắm. Và cuối cùng về ứng tỷ của tướng Laurel có tên là Phán Xét thì Laurel sẽ bật ra một cái đấu trường. Ở trong cái đấu trường đấy Laurel sẽ được giảm mạnh thời gian hồi của chiêu 1, chiêu 2. Đến khi anh em chơi vị tướng Laurel chỉ cần quẩy trong cái ulti thì nó sẽ rất là mạnh luôn. Và cách combo vị tướng Laurel này thì anh em chỉ cần combo nhá, combo cơ bản khi đi đường thì anh em cứ 2-1 hoặc 1-2. Đó, vào giao tranh thì mình bật chiêu 3 lên này, bắt đầu mình quẩy thôi, nhưng mà lưu ý là anh em phải tay phải di chiêu thật nhanh ấy thì nó sẽ tối ưu hơn. Còn nếu anh em nào mới tập chơi thì mình nghĩ là vị tướng này nó sẽ hơi khó luyện một xíu anh em. Và trong giao tranh nếu anh em nào mà dùng chiêu 2 mình nghĩ là bay chéo ra nó sẽ hợp lý nhất. Chứ đừng bay thẳng quá, bay thẳng quá thì nhiều lần mình sẽ bị mất cái nội tại chiêu 2. Và cái chiêu 2 này như mình nhớ không nhầm là bay vào người tướng địch thì mình sẽ được giảm 3 hay 4 giây thời gian hồi chiêu. Đấy là anh em mà lên mắc hồi chiêu mà bay trúng người tướng địch ấy, nó sẽ khoảng còn 2 giây thôi. Rồi bật ulti quẩy luôn, mấy thanh niên này cũng chắc làm sao ăn được mình. Đó, trên Laurel anh em chỉ cần múa trong cái vòng đại phán xét của vị tướng Laurel ấy, có máu về sát thương chuẩn sẽ lổ liên tục luôn. Và một pha quét sạch team bạn luôn, không thành thanh niên nào sống. À đâu, như thanh niên Elsu dùng chuyển sinh ra ấy. Rồi mega kill luôn. Đó, anh em chơi vị tướng Laurel ấy như lũi trong pha lấy, anh em chỉ cần múa trong cái vòng của ulti này và cố kích hoạt chiêu 2 với chiêu 1 thật là nhanh. Đó thì sức mạnh vị tướng Laurel sẽ tối ưu cực kỳ luôn. Về bảng ngọc mình dùng cho vị tướng Laurel này thì ngọc đỏ mình sẽ dùng cho là Laurel ngọc công phép này. Ngọc tím mình sẽ dùng hút máu phép và ngọc xanh mình sẽ dùng duyên giáp phép. Đó thì ngọc hút máu phép nó sẽ càng tối ưu lên khả năng hút máu của Laurel rồi. Rồi gắt vậy mấy bạn. Team mình chạy vodka xanh lắm rồi. Băng trụ chơi luôn Jon này. Veret chặn lầm xuống luôn. Rồi chắc bây giờ tập trung đẩy trụ cũng thắng luôn đây. Và lối trang bị của vị tướng Laurel chạy mình sẽ để ra màn hình. Thì về lối đầu đầu mình sẽ dùng cho vị tướng Laurel ngọc đại pháp sư. Đó để lấy một lượng máu này, giảm hồi chiêu này và công phép. Còn đến slot thứ hai thì một slot bắt buộc vị tướng Laurel để múa trong giao tranh được rồi. Như là cái dây kiên cường thì cái dây này sẽ giúp mình có 35% kháng hiệu ứng. Và combo với phù hiệu như đầu video mình đã nói nó sẽ rất là ngon luôn. Còn đến slot thứ ba mình sẽ lên cho vị tướng Laurel là cái khiên huyền thoại. Thì khiên này sẽ giúp Laurel có một lượng mana này và lượng hồi chiêu như khoảng 20% giảm hồi chiêu đấy. Và như 400 mana nó sẽ giúp Laurel có thể quẩy được tốt hơn trong giao tranh và cũng được trâu hơn. Và đến slot thứ tư mình sẽ lên cho vị tướng Laurel là cái huyền trượng Hera để lấy khả năng hồi máu rồi và 10% giảm hồi chiêu. Đó, từ cái slot thứ tư đấy mình sẽ có 40% giảm hồi chiêu, đấy lên coi như là lết rồi đấy. Rồi Elsu bây giờ không có tuổi rồi, đầu trận thì hành mình một tí thôi, còn cuối trận thì chưa hết hay hành ai đâu. Và đến slot thứ năm vị tướng Laurel đấy thì bình thường em mình hay lên slot thứ năm này cái giáp Gaia ấy. Cái giáp đấy có cái lợi tại là sau khi bị tấn công mình sẽ được hồi máu với cả kháng phép. Đó mà nếu trận này nó lại nhiều tanh quá anh ạ. Đó nên mình sẽ lên cho vị tướng Laurel này là cái mặt lạ Beric. Thì mặt lạ này sẽ giúp Laurel có thể đánh với những vị tướng tanh mạnh hơn theo phần trăm máu của nó ấy. Đó mình thấy cũng rất là ngon nha. Và slot cuối cùng mình sẽ lên cho vị tướng Laurel là cái vương miện Hecker thôi. Đó để tăng thêm lượng công phép vị tướng này. Rồi Triệu Vân hổ báo vậy. Đó, bây giờ mấy thanh niên này thấy mình chạy vội thôi. Rồi cứ vừa lùi vừa cấu vậy. Rồi khả năng toang rồi. Nè team bạn nó rủ 4 người ra bắt mình cơ. Thôi lùi tí anh em ơi. Rồi bây giờ Tara chặn đường không nhỉ. Rồi khả năng là chặn được rồi. Và điều lưu ý cho anh em khi chơi vị tướng Laurel ấy, thì khi anh em chơi và lên đồ vị tướng này ấy, anh em lên bao nhiêu món đồ cũng được, mà chỉ cần lưu ý cho mình là lên đủ 40% giảm một chiêu ấy. Đó, vị tướng Laurel sẽ rất là mạnh luôn. Và mình nghĩ là lối trang bị vị tướng Laurel thì anh em lên một nửa tanh nửa phép ấy, đó thì trong giao tranh nó sẽ quẩy được tốt hơn. Chứ anh em mà lên full phép ấy thì quẩy sát thương chuẩn nó sẽ lổ rất là nhiều, nhưng mà mình sẽ máu hơi mỏng.
Đó, được cái này mất cái kia thôi anh ạ. Nên mình nghĩ là tanh phép là ok nhất. Rồi đi chung thắng luôn anh em ơi. Rồi bây giờ vodka thì mình xanh lắm rồi. Pha nào thấy toàn băng trụ. Rồi bây giờ team bạn bắn mình nó không rát bao nhiêu khi mình chống trụ anh em. Tại vì là có phù hiệu canh gác ấy. Đó, cảm sát thương rất là ghê luôn. Và như mọi lần thôi anh em, nếu cách chơi cách đánh mình sẽ nói cách khắc chế vị tướng lao đeo này. Thì vị tướng lao đeo là một vị tướng pháp sư để có thể cù nhanh giao tranh rất tốt ấy. Bằng những khả năng hồi máu của mình anh em có thể lên cái đao tri hồn này, hoặc là cái sách tri hồn. Nó khác vào vị tướng lao đeo cũng rất là tốt. Hoặc anh em thể dùng con bài có thể có khả năng giảm hồi máu sẵn như là mắc này. Đó, mình thấy rất là ok nha. Hoặc là khi đối đầu vị tướng lao đeo ấy thì mình khuyên anh em mà đừng lên bích những hình quá tanh cơ với cả đấu sĩ. Đó, thì nó sẽ quẩy rất là ghê luôn. Và lên dùng đội hình mà có nhiều vị tướng cấu rỉa mạnh ấy, đó thì vị tướng Laurel sẽ rất là phế luôn. Rồi Tara vào hút hết sát thương rồi, bây giờ mình nhiệm vụ là quẩy thôi. Có mấy thằng nghe này đánh mình thì anh em cố lướt thật nhanh nha. Đó, anh em thấy dầm máu hồi liên tục luôn. Rồi quét sạch 3 thành viên team bạn, bây giờ còn mỗi ạ, Zelsu và John sao thủ được đây. Rồi tập trung thắng luôn anh em ơi. Và chắc clip mình đến kết thúc nha anh em, nếu nghe nào thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra video tiếp theo hơn nha. Bye bye.